Xin chào. Chuyển động 24 giờ. Gara Hạnh Phúc, bộ phim mới lên sóng VTV với những gương mặt diễn viên thực lực Quỳnh Khun, Ngọc Huyền, Bảo Anh, Duy Hưng. Sống là phải có niềm tin, chỉ cần có niềm tin là sẽ có. Họ đã viết nên câu chuyện của những người trẻ tích cực đang sống và theo đuổi đam mê. Cùng với đó là những bài học về tình yêu, tình bạn, về gia đình thấm thía đang nhận được sự yêu mến của khán giả cả nước ở mọi độ tuổi. Mặt nó cứ lạnh như tiền ấy, mà nó chiều em gái nó lắm. Đặc biệt, sự thay đổi hoàn toàn hình ảnh cá nhân của Quỳnh Khun và Duy Hưng khiến không ít khán giả thích thú với từng phân đoạn của cặp đôi diễn viên này. Đi cùng không? Đi luôn, đừng skin, honey. Cảm ơn anh Duy Hưng, cảm ơn Quỳnh Khun và anh Bảo Anh đã đến với top cuối tuần của Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Một bộ phim được rất nhiều những khán giả truyền hình yêu mến và đặc biệt là những cái tuyến thoại của nhân vật đa dạng lắm ạ. Người thì ở đây rất là nghiêm túc và gần như là chỉ thở. Một cô bé thì cá tính, năng động và lúc nào cũng tạo ra không khí niềm vui cho mọi người. Nhưng mà có một cái tuyến nhân vật rất là đặc biệt ở đây, hơi bồng bột này, hài hước và là phó lãnh đạo. Không biết là diễn viên Duy Hưng đã nhập vai này như thế nào? Khi từ đầu khi mà đọc kịch bản thì mình với cả đạo diễn Bùi Quốc Việt đã thống nhất với nhau, hai anh em ngồi bàn bạc với nhau để thêm thắt làm sao cho cái câu thoại nó hay hơn và cho nó có cái cá tính riêng của mình hơn, để cho nó đặc biệt hơn. Thì hai anh em thêm SC vào cuối câu và có thêm những cái từ nó đời sống hơn cho bản thân mình hơn để khán giả cảm thấy nó thân thuộc hơn. Cái điều này có gây cản trở tới diễn xuất của Sơn Ca và anh Khải không ạ? Nhất là anh ạ, một nhân vật gần như là không có thoại mấy, không có nói nhiều lắm. Anh đã phải thích ứng như thế nào? Khâm phục anh. Nói đi anh, đoạt vai đi anh. Thật ra rất là may mắn khi mà Bảo Anh được đóng vai Khải. Bên cạnh đấy thì có Duy Hưng và Quỳnh Khun. Thật sự đóng với cả hai em ấy khiến cho cái diễn xuất của mình đẩy lên rất nhiều. Trông thì cứ tưởng là không diễn, nhưng mà cái việc mà mình phải diễn nội tâm bên trong nó cũng căng hơn, cũng cảm giác dễ chịu hơn. Mà khi các em ấy diễn một cách rất tự nhiên như thế thì mình cảm giác được diễn cùng các em ấy nó rất khoái. Diễn nội tâm hay là anh phải cố để nhịn không cười là... Đấy ạ, đình chính ạ. Nhịn cười. Các bạn phải cảm tưởng là phải nhịn cười trong cái hoàn cảnh mà tất cả xung quanh mọi người đều đang cười mà mình vẫn cứ phải nhịn. Có một cái phân đoạn nào đó mà cả ba anh em diễn xuất với nhau mà mất nhiều cái đúp quay nhất? Em sợ lắm, mỗi lần mà diễn cùng anh Duy Hưng em sợ, anh chị em sợ lắm ấy chị ạ. Vì mỗi lần mà em nhìn thấy mặt anh ấy thôi là em đã cười rồi, em không thể nào mà em diễn và em nhịn khóc để nhịn được, chứ mà em nhịn cười là em thực sự là em không thể nhịn được. Và có một lúc em rất nhớ một cảnh để em chạy lao phòng Khải để em xin là em nghỉ buổi làm ngày hôm đấy. Em đang có một cái việc này thì em chưa nói được. Em chạy vào, mắt em đang rưng rồi, em đang rưng để em xin nghỉ. Em vừa nắm mắt em đang như này rồi. Em quên rồi anh ơi, em không diễn được, tha cho em đi. Mặt anh như này thì em thề thật sự em không thể diễn được cái cảnh đấy mà em phải quay để mất một buổi sáng. Một buổi sáng em đấy. Đến mức mà đạo diễn phải mắng em để cho em có thể ổn định ở tâm lý để em có thể tập trung quay ạ. Cái lúc đấy là nhẽ là đạo diễn không nên mắng Quỳnh mà phải mắng anh Hưng mới đúng. Cái lúc đấy cái cảnh đấy là anh diễn tả cái khuôn mặt như thế nào? Bạn đến lúc ấy là bạn đang khóc. Nói chung là rất là nhiều việc. Mình nói chung là nội tâm. Thì cả ông anh mình thì cũng là đang thở rất là nội tâm. Thì mình chỉ chỉ thế thôi, có gì đâu. Em thực sự rất là ám ảnh khi mà quay cùng Duy Hưng và bản thân em cũng thế. Và em nghĩ là tất cả mọi người đều bất ngờ rằng anh Hưng tại sao lại có thể làm một cái vai diễn nó ngọt đến cái mức như thế, như một diễn viên hài thực thụ, và khiến cho em thực sự rất là bất ngờ và rất là yêu quý anh Duy Hưng. Có một cái điểm chung của cả ba nhân vật này là đều sống trong một gara, phải đều biết sửa xe, và đây là sửa xe ô tô. Vậy cả ba anh em ở ngoài có biết những kỹ thuật này không ạ? Để tiếp xúc với là sửa chữa thì anh cũng tiếp xúc nhiều rồi. Nhưng mà anh có phải quay cảnh sửa lần nào đâu, chỉ có một mình em. Trong phim này thì nhiều khán giả cũng thắc mắc là tại sao quần áo lại cứ sạch. Bởi vì là phó sự lãnh đạo là chỉ có thu chi, sổ sách, kiểm kê. Suốt ngày là đi theo anh để lo những công việc và trông cả em gái của anh Khải thôi. Anh lại còn cài quá ở đây thì là có lý do. Và cái lý do này thì sẽ được bật mí đến gần cuối phim cơ. Người ta nói là ghét của nào trời trao của đấy. Khán giả tò mò lắm, không biết là cứ chọc ghẹo nhau như vậy, rồi là làm trò như vậy, nhưng liệu sau này thì sẽ có cái sự biến chuyển như thế nào?
đương nhiên là phải xin phép khán giả là giữ kín để muốn khán giả theo dõi. Hai cái con người này rất nhiều năng lượng, mọi người có thể chỉ cần xuất hiện cùng nhau thôi, hai cái năng lượng rất là mạnh, nó tạo lên một cái đoạn nó rất là hấp dẫn khi mà khán giả có thể xem được hai anh em diễn với nhau ấy. Chào em. Em bị làm sao đấy? Chưa ăn sáng nên tay run à? Thế em ăn chưa? Ăn rồi. Anh chưa ăn. Thì? Thì anh muốn đi ăn cùng em. Đã ăn rồi. Nhưng mà anh chưa ăn. Thì kệ anh. Anh vẫn muốn đi ăn cùng em. Đến đây làm gì đấy? Ông chủ của tôi đến. Hạ cái cánh xuống. Anh cẩn thận. Bên cạnh đó thì nhân vật Khải và Sơn Ca, khán giả cũng đã nhìn thấy những hình ảnh nhiều cảm xúc, có những giọt nước mắt, có những cái ôm ở đó nữa. Tuyến tình cảm của hai nhân vật chính này đang được thúc đẩy, đang được diễn tiến như thế nào? Okay. Anh là người không tin cả thế giới, còn Trung thì là người yêu cả thế giới. Anh em. Anh nói mất quan điểm. Anh trong phim anh tin em nhất đi. Đấy, ok. Đối với vai của anh đơn giản, anh chỉ có em gái và chung chồng, còn những người khác thì thôi. Vì vậy mà xuất hiện thêm một cô mà lại Sơn Ca mà nó lại hơi bất bình thường như là thằng em mình. Không chịu nổi. Mình không chịu nổi. Cái thế giới của mình nó chỉ có hai người thôi. Thêm một người nữa hơi đau đầu. Và thật sự khó chịu. Anh luôn luôn khó chịu với Sơn Ca từ tập đầu tiên. Cảm ơn phần bật mí này của hai anh. Bởi vì đây cũng sẽ là một thử thách cuối cùng dành cho ba diễn viên của Gara Hạnh Phúc. Đó là mỗi người phải đổi vai cho người còn lại. Ở đây là có anh Bảo Anh sẽ thử. Ôi, em đổi luôn vai anh. Trung Châu, người nói nhiều nhất thì sẽ đóng vai chỉ biết thở. Và Sơn Ca thì vẫn là Sơn Ca để có thể kết nối được hai người đàn ông này của mình trong Gara Hạnh Phúc. 10 giây để chuẩn bị ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chào sếp, em đến rồi đây. Thì anh nói gì đi chứ, không... cứ lầm lầm lì lì thế nhỉ? Cho em làm việc ở đây đi. Tôi không tuyển cô. Tôi không tuyển cô. Em có mang theo bằng tốt nghiệp bạn hoi này. Em mang theo cả bằng tốt nghiệp đây này. Em đợi cho anh xem nhá. Treo biển không tuyển nữ chưa? Ghi biển chỉ tuyển nam chưa? Em tuyển... Tuy em là nữ, nhưng mà sửa xe không khác gì thợ nam lành nghề. Từ cái con này đi ra. Cô về đi. Hết. Cảm ơn cả ba diễn viên của Gara Hạnh Phúc ngày hôm nay. Để em thấy là sự lựa chọn ở đây là quá hợp lý. Đừng ai đổi vai với ai và đừng có ai thử một cái tuyến thoại đối diện. Thế mới biết là vai Khải thế nào. Cảm ơn tất cả các diễn viên ngày hôm nay, anh Bảo Anh, Quỳnh Côn và anh Duy Hưng. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý Trung Châu và theo dõi Gara Hạnh Phúc. Thay mặt đoàn làm phim, ekip, xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu mến và ủng hộ bộ phim. Rất mong quý vị khán giả hãy mở rộng trái tim mình để đón nhận bộ phim những tập tiếp theo ạ. Cảm ơn các anh rất nhiều, cảm ơn Quỳnh Côn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Anh không thở à? Anh thở đi, đúng không?